Chào các bạn, hôm nay gia dụng nhà Việt xin giới thiệu với các bạn bộ nồi inox cao cấp của hãng Firestar. Thì cái bộ nồi này sẽ giúp các bạn nấu được trên bếp từ, bếp điện, bếp hồng ngoại và bếp ga vân vân, và dùng cho máy rửa bát được. Bộ này sẽ có 3 nồi kèm theo nắp, chúng ta sẽ tìm hiểu kỹ hơn. Đóng gói chúng ta thấy đầu tiên là cái nắp to nhất. Cái nắp này có đường kính khoảng 25 cm. Đây là một cái nồi nhỏ. Tất cả nồi này đều được làm bằng inox 430. Nồi nhỡ. Và đây là cái nắp của nồi nhỏ. Cái nồi nhỏ đường kính khoảng 18 cm. Kèm theo là phiếu bảo hành. Đây nắp của cái nồi nhỡ. Và chúng ta có cái nồi to. Nồi to nhất này thì đường kính khoảng độ 25-28 cm. Đây chắc là đường kính 28. Đây là cái nồi to nhất. Inox 30. Nắp của nó. Nồi nhỡ. Đường kính khoảng 20. Và nồi bé. Đây là bộ nồi cao cấp Firestar inox. Tất cả đế này đều khá dày, bắt từ được. Để tìm hiểu kỹ hơn về cái bộ nồi này, các bạn có thể truy cập trong web gia dụng nhà Việt.com. Cảm ơn các bạn theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.